ta vẫn gọi là bên cao quý. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời như có hoa thơm. Có một nghề là thầm những đêm thâu bên đèn phía miền mài trang giáo áo dòng hồ hôi dành cho các bạn học sinh ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.